dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Hôm nay kỳ họp thứ 21 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 8 bước sang ngày làm việc thứ 2. Trong phiên làm việc buổi chiều, Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành thảo luận tại hội trường. Thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, các đại biểu đều thống nhất nhận định việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 diễn ra trong bối cảnh tình hình tiếp tục gặp nhiều khó khăn và bất lợi, đã tác động tiêu cực đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu trên phạm vi cả nước, cả tỉnh và tất cả các địa phương trong tỉnh. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân, quán triệt phương châm hành động của chính phủ, đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời, hiệu quả, tỉnh đã chủ động kiến nghị đề xuất với Trung ương tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan đến cơ chế chính sách, cũng như tập trung chỉ đạo rà soát, giải quyết khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, thị trường bất động sản. Các dự án động lực đã được quan tâm, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện, tạo tiền đề quan trọng cho việc triển khai thực hiện kế hoạch năm 2024 và những năm tiếp theo, nên tình hình kinh tế xã hội của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Trong đó đáng chú ý là lĩnh vực nông nghiệp đạt mức tăng trưởng ấn tượng 5,41%, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế trên 9.000 tỷ đồng. Năm 2024 là năm có ý nghĩa bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2021-2025. Các đại biểu đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng nhiệm vụ giải pháp năm 2024 đảm bảo khả thi, trong đó cần chỉ đạo để tháo gỡ những điểm nghẽn của nền kinh tế, đặc biệt là về công tác thu hút đầu tư, giải ngân vốn, đầu tư công. Kính mong Ủy ban dân tỉnh tiếp tục tạo sự bứt phá, tăng tốc để về đích, đặc biệt là tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về nền kinh tế, cụ thể là tiếp tục cải cách hành chính, tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, chủ đầu tư cũng như là người dân, nhất là tiếp tục quan tâm đến người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng núi và các địa phương còn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là các cái vấn đề có liên quan đến đất ở, đất sản xuất, nước uống sạch, hợp vệ sinh, nước sinh hoạt, nước phục vụ sản xuất. Trong đó có các nội dung có liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác đào tạo nghề, dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và miền núi, tạo điều kiện sinh kế cho người dân. Công tác lập, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 thì đã được quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, công tác chuẩn bị đầu tư chưa tốt, kéo dài. Việc triển khai thực hiện dự án và giải ngân kế hoạch vốn được giao thì chậm tiến độ. Công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập dẫn đến không thể bàn giao mặt bằng đúng theo tiến độ để triển khai thi công. Nhu cầu đất làm vật liệu san lấp cho các dự án xây dựng trên địa bàn tỉnh thì rất lớn nhưng mà nguồn cung thì chưa đảm bảo. Ủy ban dân tỉnh thì có phương án xử lý phần hụt thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất do cấp tỉnh thực hiện, dự ước thì khoảng 320 tỷ để đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua kế hoạch vốn đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024. Nếu không thì sẽ không đủ để thực hiện các công trình dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt trong kỳ trung hạn 2021-2025. Liên quan đến giải pháp để tạo việc làm cho người lao động trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, cắt giảm nhu cầu sử dụng lao động, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lê Nguyên Hồng cho biết. Quan tâm kêu gọi đầu tư các cái doanh nghiệp đến làm việc trên địa bàn, đầu tư trên địa bàn, đặc biệt là các cái doanh nghiệp mà có cái nhu cầu lao động cao, đấy, như là ví dụ may mặc, như là giày da hoặc là như là nuôi trồng các cái sản phẩm nông nghiệp, hết sức là tạo điều kiện để cho doanh nghiệp các cái ưu đãi về thuế, ưu đãi về đất đai, ưu đãi về cơ sở hạ tầng, thì như vậy để khuyến khích cho các cái doanh nghiệp đến đầu tư trên địa bàn để doanh nghiệp phát triển. Thì thu hút lao động chắc chắn. Làm rõ nội dung kiến nghị của các hộ dân tại khóm 5 thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh về phương án thực hiện điểm giao cắt với cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh, ông Trần Hữu Hùng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho biết, sau nhiều lần làm việc, lấy ý kiến của các chuyên gia, Bộ Giao thông Vận tải đã đi đến thống nhất phương án làm hầm chui tại điểm giao cắt này. Tất cả các phương án đều có phương án ưu và phương án nhược. Và chúng ta lựa chọn phương án ưu nhiều nhất, hạn chế cái nhược đi, tức là hạn chế cái phiền hà của nhân dân. Và Bộ Giao thông Vận tải đi đến là cái hướng là làm hầm chui cả hai cái tuyến ban đầu và cái tuyến tránh 232 m, mục đích là phục vụ cho người dân nó tốt hơn. Tuy nhiên theo phản ánh của người dân ấy, thì nếu như chuyển như thế này có lợi ích nhóm này, rồi là chi phí
làm hai hầm thì nó tốn kém hơn. Tiếp thu ý kiến phản ánh của dân, trên cơ sở dân đã đồng tình, 40 hộ tham gia đồng tình về phương án của Bộ Giao thông Vận tải là làm hầm chui ở cả hai bên để tạo điều kiện cho dân. Còn về lĩnh vực quản lý kinh tế và kỹ thuật thì chúng tôi sẽ tham mưu cho Bộ Giao thông Vận tải theo phản ánh của dân làm như thế nào được tiết kiệm nhất, hiệu quả nhất, định mức áp dụng tối ưu nhất để tiết kiệm về cái chi phí. Cái thứ hai, lợi ích nhóm thì yêu cầu ngành công an vào cuộc và hơn ai hết là tinh thần đấu tranh của mỗi dân. Đề xuất giải pháp thực hiện quốc lộ 9 đoạn từ quốc lộ 1A đến cửa Việt, ông Trần Hữu Hùng cho biết, Sở đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với Bộ Giao thông Vận tải để thống nhất phương án thực hiện và Bộ Giao thông Vận tải đã có kết luận về vấn đề này. Chúng tôi đã tham mưu Ủy ban tỉnh làm việc với Bộ Giao thông Vận tải một phiên và với đoàn chỉ Linh Thọ Thứ trưởng đã có kết luận là bây giờ phải đóng dự án VKP lại, đồng thời phải cho quyết toán cái phần đó đi và thiết kế một cái dự án mới để rồi trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung nguồn và triển khai trong thời gian tới, vừa đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, vừa đảm bảo tính hợp lý. Cùng tại phiên thảo luận tại hội trường, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh nghiên cứu giao chỉ tiêu thu nội địa phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương để thu đạt chỉ tiêu trong năm 2024, không làm ảnh hưởng nhiệm vụ chính trị của từng địa phương. Đồng thời đề nghị nghiên cứu giao kế hoạch thu ổn định 3 năm, hàng năm tăng phần trăm so với năm liền kề để các địa phương có động lực tăng thu ngân sách. Các đại biểu cũng đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh có ý kiến điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế Đông Nam sao cho phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của các xã trong vùng quy hoạch, chỉ đạo làm rõ nguyên nhân của tình trạng ô nhiễm môi trường sông Bến Hải, Nhẫn, Sa Lung để xử lý dứt điểm.